sợ tua nè họ thoát một tua mùi mùi ạ ô cháu lo cùng quay quay nha nè cháu lo nè à, thứ đây thì chớ à kia con cái nè kia con cái nè ai chung chung cái nè kia con cái nè cái này mấy em này là dân ở đây là cái mương kinh thủy lợi nó bơm nước lên nó mấy đứa nhỏ nó về đây nó tắm lột lột rất lặng quá à mà lột lột nó ăn anh thoát lươn đây phun tới na này máy bơm ta đặt ở bên đó đó à, ta bơm nước ở dưới kinh lên đưa vô cái máng nổi trên này rồi ta mới vô theo cái đường nước này à. Người ta đưa cái nước này vô trong này lên tuốt trên ruộng trên trên kia rồi con nước đó, mấy đứa nhỏ ở gần ở đây nè rồi nó ra đây nó tắm luôn thay vì xuống tắm ở dưới kinh nó tắm ở trong trong cái vật này thấy rồi phim nó la ôm sùm quê hương tôi
đêm trời từ bờ biển. Anh ăn lâu tiệt bọc kia rồi. Nhảy đi, nhảy đi đằng tôi quay nè. Kênh này nó chạy vô tuốt trong kia cỡ cách cũng cỡ thủy số. Gánh kiểu này là bán bánh canh nè. Phum nhưng phum ấy à? Hả? Sà tua nè. Hả? Thọt một tua này nè. Thứ nó đưa ăn nhâm áp số hay thôi. À. Cái này là tụi nó làm đu đủ đâm mà đu đủ đâm là đu đủ đâm thịt nướng
Thoát tại tiết nó mà người xa. Ai vô không? Hai cái gì tăng nè. Đấy. Rồi anh chàng mày vô chung rồi mới nè. Rồi YouTube mới, cái phương của Hoa Loan YouTube. Anh có lai cái này cánh gà nướng nè, cánh này thịt bò nướng nè. Cánh gà nướng, giò gà nướng. Đùi gà nướng. Đùi gà luôn. Đây là thích cà phê. Bạn tên tích bán nữa nè. Cái này là khách nè, khách ta ăn nè. Bán mỗi ngày hả? Từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 12 giờ tới 7 giờ, giờ tối. Từ 12 giờ tối. Bán mỗi ngày. Chủ nhật thứ bảy không có nghỉ luôn. Ngày rượu đủ lâm nè nha. Đó. Thứ bảy chủ nhật là bán được. Ừ, ngày đó mình nghĩ nó chết luôn. Thịt bò anh gấp nhiêu? Thịt bò anh gấp 3.000 cánh gà. 15. Cánh gà mấy? Cánh gà 15, còn giò gà 5.000 cái hả? Cái cánh 3 chân gà là rất còn. Cái mà thầy mộc, còn cái cánh 3 chân là rất còn. Hai chỉ gỏi một cây, một cái cây. Dạ. Đông nó lỡ bao trơn lại á. Mới quay rồi qua mình á. Thanh Minh định đi á. Đi hả? À. Thanh Minh hình như tuần sau hả? 10 ngày nãy chú, tới 20 bữa nay 10 rồi. Tao canh cái Thanh Minh đặng tao quay với chứ. Nhớ lên chỗ mà mộ ba quay. 20. Ừ, để nu lính. Chầm tất cả cút mau tiết à. Sa nó bên ta ấy chứ. Ấy chấm tất cơ cút mà mấy nướng được. Đu đủ đầm nè, bò nướng nè. Tên gì vậy? Ở đây tên gì vậy? Dạ Kim Sen. À đúng không? Lạ đúng không? Đúng rồi. Này tên quán này nè. Tự mấy tự mua à, à lóc không? Dạ. Chứ mà ôn mấy anh đại thương vậy? Đây nhưng ôn cơ. À chân hả? Ôn lại. Có nước mía này nè nha. Cái quán đu đủ đầm ở Đông Di là cái quán này là ăn được nhất. Nó ở khi mà qua cái cổng chùa đó là nó có quán đầu tiên. Dù tuốt bên trong cũng có mấy cái quán nữa. Có cái quán đầu tiên này là ngon hơn. Còn cái quán ở salon bây giờ vắng quá rồi, giờ nó nghỉ bán rồi. Nó có quán đó thì nó nghỉ bán rồi. Nhưng mà nó hơi xa thì thử ra khách thì vô không tới. Nè cái cổng này nè, qua cái quán đầu tiên. Ở ngoài này cũng có một cái quán nữa nhưng mà anh chắc không còn cái nhỏ nó ra giờ mới nghĩ đến dục xin mở khơi nha. Có à tua đi chỗ tại nha, ủa sao thế như thế là lắng à.